Dạ, tiệc gây quỹ do nhóm Hoa hậu và Á hậu tiểu bang Washington đã đóng góp một phần tài chánh vào công tác gây quỹ cứu trợ bão lụt Ketsana. Vào chiều thứ Bảy ngày 5 tháng 12 vừa qua, tại nhà hàng Jumbo Seattle, lần đầu tiên nhóm Hoa hậu và Á hậu trong tiểu bang Washington đã tổ chức một đêm gala thu hút khoảng 500 quan khách nhằm gây quỹ sinh hoạt của hội, đồng thời góp phần gây quỹ cứu trợ bão lụt Ketsana. Buổi dạ tiệc tổ chức thành công đã được chuẩn bị công phu từ 5 tháng trước do Hoa hậu Phạm Mỹ Liên là trưởng ban tổ chức. Tên là Phạm Thị Mỹ Liên, năm nay em là Hoa hậu Miss Vietnam Washington 2009. Mấy em làm cái buổi tiệc very elegant để tổ chức tất cả như là Washington, Seattle tới để giống như là cũng là cuối năm để cũng như vui vui với nhau và cũng như gom lại mấy người talent, mấy người ca sĩ hay là ai mà cũng có cái dream á, là mình muốn làm gì đó. Cause dreams do come true. Và tôi tên là Thốn Nguyệt và tôi tới đây ngày nay để ủng hộ mấy cái bạo lực bên Việt Nam để giúp mấy người mà đang còn cần giúp và đang còn khó khăn bên đó. Buổi dạ tiệc cũng đã đặc biệt tri ân năm mạnh thường quân như nhà thiết kế sân khấu và phòng tiệc, bác sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế áo dài và nhà báo. Diễm, Lý Thu Diễm, em là chủ bút của tờ báo International Examiner. Cô Diễm Ly đã khiêm tốn nói rằng sự thật có rất nhiều người cũng đã đóng góp, nhưng cô chỉ được đại diện cho sự đóng góp của nhiều người trong cộng đồng Việt Nam nói chung. Ngoài ra, còn có phần văn nghệ trình diễn, nhạc Việt và Mỹ, phần trình diễn thời trang bởi nhà thiết kế áo dài Cory Kucher đến từ San Jose. Phạm Hoài Hương và Phạm Bảo Đôn, thông tấn viên SBTN và báo Người Việt Tây Bắc tường trình từ Seattle, tiểu bang Washington.